Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị, làn da là bộ phận được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm chăm sóc. Nhiều phương pháp chăm sóc da mặt trị mụn hay trị sẹo được nhiều người truyền tay nhau, và trong thời gian gần đây, phương pháp lăn kim được khá nhiều chị em phụ nữ quan tâm sử dụng lên da mặt của mình. Phương pháp này được chia sẻ là dễ dàng thực hiện và nhiều bộ sản phẩm lăn kim được bán rộng rãi với nhiều mức giá khác nhau để người dùng có thể thực hiện ngay tại nhà. Thế nhưng, điều đáng quan tâm, dù là một phương pháp chăm sóc da nhưng cũng đòi hỏi người thực hiện có kỹ năng cần thiết, phải đảm bảo vệ sinh, thao tác đúng cách và an toàn. Nhưng nếu làm tại nhà thì có đảm bảo những yếu tố này hay không? Việc tổn hại cho da mặt có xảy ra hay không? Và phương pháp này liệu có hiệu quả cao như quảng cáo? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Tiêu điểm nóng hôm nay. Các phương pháp làm đẹp ngày nay đang ngày một nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc nhan sắc cho chị em phụ nữ. Và để đơn giản hóa, nhiều trong số đó đã được chia sẻ và giới thiệu áp dụng thực hiện được ngay tại nhà. Lăn kim là một phương pháp đang được rất nhiều chị em ưa chuộng và thực hiện ngay tại nhà, với những bộ dụng cụ lăn kim được bán rộng rãi trên mạng Internet. Thế nhưng, những lần thực hiện lăn kim không hẳn đem lại sự thay đổi cho làn da, mà ngược lại dẫn đến những sự cố đáng tiếc, hủy hoại cả nhan sắc của người dùng. Mới đây, một cô gái ở Đắk Lắk đã bị hỏng toàn bộ da mặt sau khi thực hiện gói lăn kim tế bào gốc với giá 10 triệu đồng tại một spa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, da mặt cô gái xuất hiện hiện tượng nhăn nheo, bong tróc và nổi mụn nhiều sau 2 tuần thực hiện liệu trình lăn kim trên. Có thể thấy, việc lăn kim trị sẹo tại các cơ sở làm đẹp còn chưa chắc đã an toàn, nói chi đến việc các chị em phụ nữ ngày nay còn tự thực hiện lăn kim tại nhà với các bộ sản phẩm lăn kim để tiết kiệm chi phí. Nếu mà mình lăn kim tại nhà, mình không có được vệ sinh kỹ các dụng cụ và không có lăn kim đúng theo quy trình, và cái điều này nó sẽ làm tổn hại đến da mình rất là nhiều. Vì vậy mình nghĩ nếu mà các bạn có cái nhu cầu mình muốn cải thiện làn da của mình muốn đẹp lên thì mình nên đến các cái thẩm mỹ viện và các cái bệnh viện chuyên về cái việc lăn kim thì sẽ điều trị cho các bạn tốt hơn. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều bạn trẻ thích lăn kim, và đặc biệt là lăn kim tại nhà. Vì những cái pen rolling tại nhà của chúng ta thì chúng ta thường là sử dụng đầu là từ 0.2 đến 0.5 mm, do đó thì nó có thể người ta được quảng cáo rằng là nó rất là an toàn. Tuy nhiên mà việc mà chúng ta lăn kim thì nó sẽ gây ra những cái bệnh lý như là chúng ta sẽ bị viêm nhiễm trùng trên da, bị viêm da tiết bã, bị những cái loại ký sinh trùng trên da như Demodex ở trên nền da chúng ta. Phần chưa kể đến chúng ta sẽ bị những cái loại mụn như là đọt man, khuẩn ứ ở trong nền da chúng ta nếu như chúng ta không biết cách chăm sóc da một cách đúng cách sau khi lăn kim và trước khi lăn kim. Phương pháp lăn kim là cách điều trị da bằng một dụng cụ chuyên dụng trong điều kiện vệ sinh vô trùng, và người thực hiện phải có kỹ thuật, kiến thức mới đem lại hiệu quả. Nếu không thận trọng, tự ý lăn kim tại nhà sai cách, không những da không đẹp lên mà còn gặp nhiều nguy cơ như tổn thương da, rách da, khiến tình trạng da trở nên nặng nề hơn. Chúng ta biết rồi, khi mà lăn kim thì nó tạo những cái vi điểm đường dẫn, mà chúng ta ở gia đình chúng ta không có cái biện pháp mà sự sát trùng trước khi lăn kim, hoặc là chúng ta có những cái tai biến xảy ra như là đau hoặc choáng mà chúng ta tại tự lăn. Cái nguy hiểm nhất chúng ta thấy là cái vấn đề nhiễm trùng. Cái thứ hai nữa, chúng ta lăn lên nó sẽ tạo ra những cái sẹo xấu, vô tình chúng ta lại tạo những cái sẹo xấu trên bề mặt da. Cái thứ ba nữa, tác dụng trong lăn kim như tôi đã nói, khi nó kích thích xuống tạo ra một cái phản ứng viêm, nếu mà chúng ta lăn quá mức thì nó kích thích tăng sinh những cái tế bào hắc tố melanin, nó sẽ gây nám da, tăng sắc tố sau viêm. Hiện nay để mua những cây kim lăn, người mua dễ dàng tìm được ở các trang mạng bán hàng trực tuyến với đa dạng mức giá từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng. Tùy vào túi tiền mà người mua có thể chọn lựa. Và để học cách lăn kim thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy hàng trăm bài viết, video hướng dẫn cách lăn kim từ những cơ sở thẩm mỹ hay chính từ những người bán các bộ dụng cụ lăn kim, các loại mỹ phẩm để phục hồi da. Cứ thế, nhiều người tưởng rằng dễ thực hiện và họ có thể tự mình thực hiện được tại nhà. Nhưng họ lại thực sự không biết rằng việc chọn mua sản phẩm lăn kim với giá rẻ có thể không đảm bảo chất lượng vì được làm từ thép không đủ chuẩn y tế, dẫn đến quá trình khi sử dụng kim lăn trên da mặt không đủ nhỏ và sắc, có thể làm vỡ các mô và mạch máu ở biểu bì, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại nghiêm trọng hơn cho da như làm rách da, thậm chí gây thêm vết sẹo mới.
một số tình trạng bệnh nhân mà khi sử dụng lăn kim thì có thể gây ra những cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, là chúng ta bị nấm và bị viêm da tiết bã suốt cuộc đời của chúng ta luôn, và lâu lâu chúng ta sẽ bị bong tróc da suốt hoài luôn, và như vậy chúng ta sẽ không có hướng xử lý được. Vì viêm da tiết bã là một bệnh lý mãn tính mà thường xuyên xuất hiện sau khi bệnh nhân tiến hành lăn kim. Và việc mà chúng ta chăm sóc hay là chúng ta tiến hành lăn kim thì không nên tiến hành tại nhà, và chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta tiến hành điều trị ở những cái cơ sở uy tín như những bệnh viện hay những phòng khám, thì để đảm bảo được cái nền da của chúng ta. Làm đẹp tại nhà đang là xu hướng khi các chị em phụ nữ phải tất bật với công việc mỗi ngày. Thế nhưng, dù là phương pháp lăn kim hay bất kỳ một công thức làm đẹp nào cũng phải có kỹ năng, có kiến thức để thực hiện. Không tự ý tìm hiểu những thông tin trên Internet để rồi tự đưa gương mặt của mình bị hủy hoại không đáng có. Vì vậy, dù mong muốn làm đẹp cho bản thân thì các chị em phụ nữ hãy lựa chọn những phương pháp đơn giản, an toàn. Nếu tìm đến các cơ sở làm đẹp, hãy cẩn trọng mà lựa chọn những cơ sở uy tín, an toàn để việc làm đẹp được hiệu quả nhất. Kính thưa quý vị, có một gương mặt với làn da khỏe, mịn màng là điều mà chị em nào cũng mong muốn. Những phương pháp làm đẹp từ đó cũng ra đời để đáp ứng cho mục đích này. Thế nhưng, không phải phương pháp nào cũng hiệu quả và có thể tự làm tại nhà. Các chị em phụ nữ nên cẩn trọng với những quảng cáo, cách thức thực hiện để không gây nguy hại cho bản thân, đặc biệt là ở vùng mặt. Để có một làn da đẹp, chị em phụ nữ nên có những cách chăm sóc đúng cách, sử dụng mỹ phẩm có thương hiệu uy tín, đồng thời nên kết hợp chế độ dinh dưỡng với rau xanh, trái cây để có một làn da mịn màng và cơ thể khỏe mạnh nhất. Đến đây, chuyên mục Tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình được phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút ngày hôm sau và trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.